Cho nên dù là không khó thở cũng phải tập thở, bắt đầu thấy khó thở là phải tập thở đó. Như vậy nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình trong cái thời gian mình bị cái đó ha. Và mình trong đầu mình phải suy nghĩ nè, trong sách nói rồi, ông Khanh này ông nói rồi, 80% là không có triệu chứng, đặc biệt nếu mình là cái người khỏe mạnh không có yếu tố nguy cơ. 95% là nó sẽ hết trong vòng 5-8 ngày đó. Nếu mình không có cái nguy cơ đó thì mình suy nghĩ làm chi cho nó cực. Mình cũng có thể suy nghĩ là biết chừng nào hết đi làm, cũng có thể suy nghĩ là không biết là cái người nhà của mình làm sao, nhưng mà mình phải cùng động viên nhau ha? Cùng động viên nhau để mà mình khỏe hơn ha? Còn trường hợp bây giờ trong nhà mình có một người có yếu tố nguy cơ ha? Mà chưa có được chuyển đi thì mình nhanh chóng mình liên lạc với lại cơ sở y tế ha? Nói tôi có người vậy đó, chứ còn tôi thì tôi không có lo, nhưng mà tôi lo cho cái người tôi nè. Ví dụ mình cũng là F0 đúng không, nhà mình F0 là tôi cũng lo, mà tôi lo cho cái người thân của tôi, là tại vì người thân của tôi là béo phì, người thân của tôi là trên 65 tuổi, người thân của tôi là bệnh nền nha. Thì tuy là mình nói như vậy nhưng mà mình phải chăm sóc cái người lớn này nha, cái người lớn này. Thì nếu mà cái người lớn này mà hiểu á thì mình như thế này nha, mình xin uống sinh hoạt bình thường, đặc biệt là phải ráng mà ăn, phải ráng mà ăn. Nếu mình cung cấp được cho người ta, cho cái người thân của mình á, là phải cung cấp làm sao thức ăn nó lỏng, nó dễ ăn ha, cố gắng. Tại vì sao? Nếu mà không may á, mình mất cái vị giác á, hay là mình mất cái khứu giác á, mình ăn mình không biết cái gì á. Ăn mà không biết, không phải không biết ngon là bằng cái bụng thôi nha. Cái bụng mình cũng muốn ăn, nhưng mà mình không có ngon được cái miệng là mình không thể nào mình ăn được. Thành ra mình phải nghĩ là phải ăn mới đủ dinh dưỡng, phải ăn mới nói vượt qua được cái bệnh này ha. Thì cái đó là chúng ta nhớ là nó là như vậy. Thứ nhất là cái phần dinh dưỡng, rồi cũng uống nước cho nhiều ha. Nếu mà mình ở cái xứ mà nó lạnh á thì mới cần giữ ấm, còn xứ nóng nóng quá thì giữ ấm gì nữa ha. Chỉ cần uống nước nhiều thôi, uống nhiều thôi ha, uống cho nó đủ nước ha. Còn nếu mình bắt đầu ở cái mùa lạnh á, là phải cố gắng giữ ấm. Ở nước ngoài á, họ bị nhiều, họ biến chứng nhiều là do nó lạnh quá đi, mà cái con virus đường hô hấp mà càng lạnh là nó càng quậy mình ha. Vậy thành ra cái chuyện ăn uống mà như vậy, cái quan trọng nhất đối với những người nguy cơ là như vậy ha. Cái bệnh này nó cũng không có giống cái bệnh khác, không có giống bệnh cúm ở chỗ là người ta khó thở mà người ta không biết, người ta thiếu oxy thật trong máu mà người ta không biết đó. Cho nên mình phải dạy người đó hoặc mình chú ý. Ví dụ bản thân mình là cái người yếu tố nguy cơ cao đi, bình thường mình nằm mình thở được, nhưng mà sao tự nhiên bữa nay mình nằm mình thấy hơi ngộp thở, phải ngồi đầu cao lên, phải ngồi phải nằm ngửa lên mới thở được, là bắt đầu khó thở rồi nha. Rồi bắt đầu tập thở. Hoặc là thường mình ngồi ngửa vậy mình thở rất là thoải mái, nhưng mà sao bữa nay tự nhiên mình ngửa vậy mình thấy ngộp quá, phải ngồi thẳng lên là coi chừng nè, coi chừng.